Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. West Ham chốt bộ đôi cầu thủ của Man United. Neymar gây rối tại PSG, Chelsea nhập cuộc đàm phán. Quỷ đỏ ngậm ngùi trước tương lai của Martial. Tỷ phú Qatar thắng thầu sở hữu MU. West Ham chốt bộ đôi cầu thủ của Man United. West Ham bắt đầu cho thấy những động thái liên tiếp trên thị trường chuyển nhượng sau khi thực hiện thương vụ kỷ lục Declan Rice. Theo đó, West Ham hiện là đội bóng duy nhất tại Premier League chưa đón tân binh nào để chuẩn bị cho mùa giải mới. Sức ép ngày một lớn khi mà thị trường chuyển nhượng đang dần đi đến thời điểm đóng cửa. Do vậy, West Ham đang rất nỗ lực lên bàn đàm phán để đưa các tân binh cho mùa giải mới. Sau khi nhiều nguồn tin xác nhận West Ham đã chốt xong thương vụ Edson Álvarez từ Ajax, thì đội bóng thủ đô London ngay lập tức trở lại bàn đàm phán với thương vụ chiêu mộ hai ngôi sao từ biên chế của MU. Cụ thể, sau lời đề nghị chiêu mộ trung vệ Harry Maguire với mức giá 20 triệu bảng đã bị Quỷ đỏ từ chối, Búa tạ gửi lời đề nghị thứ hai trị giá 30 triệu đến MU. Thế nhưng mức giá này khả năng cao sẽ bị phía Quỷ đỏ tiếp tục từ chối. MU định giá Maguire khoảng 40 triệu bảng và cũng không quá gấp gáp trong việc bán đi trung vệ người Anh ở kỳ chuyển nhượng này. Bởi vậy, West Ham chắc chắn sẽ phải cân nhắc đưa ra mức giá phù hợp hơn nếu như muốn sở hữu tuyển thủ người Anh. Nhìn chung, West Ham đã ở rất gần chữ ký của Maguire, do MU cũng sẵn sàng để trung vệ này ra đi nếu nhận được số tiền đủ lớn. Ưu tiên hiện tại của huấn luyện viên Ten Hag ở trung tâm hàng thủ là Varane và Lisandro Martinez, nên Maguire rất khó có cơ hội đá chính. Bên cạnh đó, West Ham cũng nhắm đến cái tên thứ hai của Quỷ đỏ kỳ chuyển nhượng mùa hè này, chính là tiền vệ Scott McTominay. Tuyển thủ người Scotland được nhắm tới sau khi Búa tạ bán Declan Rice cho Arsenal. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp của Harry Maguire, West Ham đã bị MU từ chối lời đề nghị đầu tiên trị giá 30 triệu bảng. Bản thân huấn luyện viên David Moyes rất thích tiền vệ người Scotland, do vậy chắc chắn Búa tạ sẽ trở lại với lời đề nghị giá trị hơn. Còn về phía MU, huấn luyện viên Ten Hag muốn giữ lại McTominay nhưng vẫn sẵn sàng bán cầu thủ này nếu như có mức giá quá tốt để không thể chối từ, nhất là việc Quỷ đỏ đang cân đối sổ sách sau khi mang về Mason Mount, Andre Onana và Højlund. Neymar gây rối tại Paris Saint-Germain, Chelsea nhập cuộc đàm phán. Chelsea tổ chức các cuộc đàm phán với Neymar về khả năng chuyển đến sân Stamford Bridge sau khi tiền đạo của PSG thông báo với câu lạc bộ về mong muốn ra đi ngay lập tức. Neymar đã chia sẻ với Paris Saint-Germain rằng anh muốn rời khỏi câu lạc bộ ngay trong mùa hè này vì đang cảm thấy chán nản. Cầu thủ 31 tuổi này trước đây đã được liên kết với việc chuyển đến Stamford Bridge và hiện Chelsea đang nắm tay chìa khóa đưa sao Brazil đến chơi ở giải Ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên của Chelsea là Mauricio Pochettino trước đây đã đánh giá cao Neymar trong thời gian họ cùng nhau ở PSG và mong muốn tái hợp với ngôi sao này. Một đội bóng của Brazil cũng đã bày tỏ sự quan tâm nhưng Neymar thích chơi trong một giải đấu cạnh tranh tại châu Âu. Theo các nguồn tin, tiền đạo người Brazil không muốn ở lại PSG từ những rắc rối nội bộ gần đây. Neymar thì cũng có thể đang trên đường đến Chelsea sau khi các cố vấn của anh vẫn tiếp tục đàm phán với The Blue về một khả năng cập bến Premier League. Nhà vô địch League One chỉ còn mỗi tiền đạo siêu sao nổi tiếng nhất lại muốn chia tay, để lại cho PSG một câu hỏi hóc búa về chuyến khác đến tương lai của Kylian Mbappe cũng chưa được giải quyết. Chân sút người Brazil đã gia nhập PSG trong một vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới, trị giá 198 triệu bảng từ Barcelona năm 2017 và hiện muốn có một lối thoát ngay lập tức trước khi kỳ chuyển nhượng châu Âu đóng cửa. Trước đó, Chelsea đã đánh tiếng về một thỏa thuận tiềm năng cho Neymar và đây như là điểm đến tiếp theo phù hợp nhất của anh. Khi các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục giữa người đại diện của cầu thủ và câu lạc bộ, mức lương quá cao của Neymar ở đội bóng Paris đã khiến một loạt đội bóng phải chần chừ trong việc tranh giành chữ ký. Những vị thế của Chelsea tại Premier League cùng sự hỗ trợ tài chính tốt có thể cho anh một lối thoát. Tuy nhiên, cũng cần phải biết rằng đội chủ sân Stamford Bridge lại đang trong quá trình tái cấu trúc lương cầu thủ và muốn hạ trần thấp hơn so với ngôi sao có thu nhập cao nhất. Những thay đổi sâu rộng giữa thời tỷ phú đồng sở hữu Todd Boehly mang lại một sáng kiến về tiền lương theo bậc và điều này khiến họ cân nhắc thêm việc chuyển nhượng cầu thủ người Brazil. Neymar hiện còn 2 năm hợp đồng với PSG với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm sau khi anh đồng ý một hợp đồng mới năm 2021. Vào thời điểm đó, có tin đồn rằng cầu thủ 31 tuổi này đang muốn quay trở lại Barcelona trước khi đã bút ký hợp đồng trị giá 26 triệu bảng mỗi mùa. Giải thích về lý do kéo dài thời gian ở lại Paris, Neymar cho biết: "Tôi đã nói mình hạnh phúc ở đây và tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với những mùa giải trước. Có một số khía cạnh mà tôi đã cải thiện. Tôi từng trải qua thời điểm khó khăn dù luôn làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp, trái với suy nghĩ của một số người. PSG đã phát triển rất nhiều, câu lạc bộ được tôn trọng hơn. Khi mọi người nói về PSG, họ biết rằng chúng tôi nằm trong nhóm 4, 5 hoặc 6 đội bóng mạnh cuối cùng tại Champions League. Tiếc là tham vọng Champions League của Neymar với đội bóng lớn thành Paris chưa thể biến thành hiện thực khi họ gặp một loạt các vấn đề trong và ngoài sân cỏ."
MU ngậm ngùi chốt tương lai của Martial. Tiền đạo Anthony Martial gần như chắc chắn sẽ ở lại MU mùa giải tới khi chẳng có đội bóng nào đoái hoài tới anh. Theo kế hoạch của huấn luyện viên Erik ten Hag, MU sẽ thanh lý Anthony Martial trong kỳ chuyển nhượng hè 2023 do anh không đáp ứng yêu cầu của câu lạc bộ ở thời điểm này. Điều này càng có thêm cơ sở cho bối cảnh Quỷ Đỏ đã chiêu mộ thành công Højlund từ Atalanta với mức giá cao ngất ngưởng lên đến 85 triệu euro. Bây giờ, họ cần phải bán Martial bởi ngoài việc anh không nằm trong kế hoạch của ten Hag, ngôi sao người Pháp ở lại chỉ làm quỹ lương của MU phình to. Tuy nhiên, kế hoạch bán Martial lại chẳng dễ dàng với MU. Cho tới lúc này, không có nhiều đội bóng sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ người Pháp. Sở dĩ là MU gặp khó khăn trong việc thanh lý Martial vì mức lương của anh lên đến 200.000 bảng mỗi tuần. Không nhiều đội bóng sẵn sàng trả cho chân sút 27 tuổi mức lương cao như vậy. Do chẳng có câu lạc bộ nào chịu mua Martial, MU dù chẳng muốn cũng đành giữ chân Martial trong mùa giải tới. Hiện giờ anh đang trong quá trình bình phục chấn thương cuối mùa giải trước. Tiền đạo số 9 dính chấn thương gần khuèo. Tới nay, anh đã bình phục và trở lại tập luyện. Tuy nhiên, Martial vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất để sẵn sàng ra quân. Để có thể cạnh tranh vị trí chính thức, Martial phải nỗ lực gấp nhiều lần. Quỷ Đỏ bắt đầu mùa giải mới bằng trận đấu gặp Wolves tại Premier League ngày 12 tháng 8 tới đây. Tỷ phú Qatar thắng thầu sở hữu Man United. Tỷ phú Qatar Sheikh Jassim đã giành chiến thắng trong cuộc đua sở hữu MU sau khi có những đột phá của quá trình đàm phán giữa hai bên. Theo báo cáo, tỷ phú Sheikh Jassim Bin Thani đã giành chiến thắng trong cuộc đua tiếp quản Man United. Vị tỷ phú sở hữu ngân hàng Qatar đã mua lại toàn bộ MU từ nhà Glazer sau khi có những bước đột phá trong quá trình đàm phán, đánh bại sự cạnh tranh từ tỷ phú tập đoàn hóa chất INOS, Sir Jimmy Ratcliffe, người không đề nghị mua đứt MU mà vẫn để nhà Glazer có cổ phần. Theo tờ The Sun, gia đình nhà Glazer sẵn sàng bán câu lạc bộ MU cho tỷ phú Qatar Jassim sau những cuộc thảo luận giữa các bên đạt bước tiến lớn trong thời gian gần đây. Đại diện của tỷ phú Qatar đã đưa ra mức giá cuối cùng dự kiến là 6 tỷ bảng cho thương vụ này. Mức giá này đã đảm bảo lãi theo yêu cầu của nhà Glazer. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, tỷ phú Jassim sẽ hoàn tất quá trình tiếp quản MU trước Giáng sinh năm nay, thời điểm tròn năm nhà Glazer tuyên bố. Họ tìm nhà đầu tư và Man United. Các cổ động viên Quỷ Đỏ mong mỏi câu lạc bộ nhanh chóng đổi chủ với hy vọng sẽ được đầu tư xứng đáng hơn. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng lộ trình thì chủ mới Qatar sẽ rót tiền để huấn luyện viên Erik ten Hag có tiền chuyển nhượng vào tháng 1 năm 2024.